Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và cờ thi đua của Chính phủ. Ngôi trường mang tên Tô Hiệu, người chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng. Huyện Mỹ Hào ra quân giải tỏa hành lang bảo vệ giao thông. Chuyện về một gia đình tí hon ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã về dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc và đón nhận danh hiệu làng văn hóa giai đoạn 2015-2017 với bà con nhân dân thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh. Những năm qua, khu dân cư Công Luận 2 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tốt sức mạnh toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện toàn bộ diện tích canh tác của thôn đã được chuyển đổi sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao như cam, bưởi, quất. Bình quân thu nhập năm 2018 đạt trên 55 triệu đồng một người, đời sống văn hóa tinh thần luôn được nâng lên, tình hình an ninh trật tự trong thôn được ổn định. Việc cưới, việc tang được tổ chức theo nếp sống mới. Phát biểu chúc mừng những thành quả mà nhân dân thôn Công Luận 2 đã đạt được trong những năm qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng quê hương, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các ban ngành đoàn thể cần sâu sát, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lấy tinh thần đoàn kết làm nền tảng cho sức mạnh phát triển một cách bền vững mọi lĩnh vực. Ban công tác mặt trận là nòng cốt, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào, chú trọng tăng cường hơn nữa công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, tập trung cho phát triển kinh tế, góp sức cùng với huyện sớm về đích nông thôn mới và xây dựng khu đô thị Văn Giang. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 15 học sinh nghèo vượt khó. Nhiều gia đình cũng được nhận chứng nhận gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu Thảo Hiền. Sáng nay, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 và cờ thi đua của Chính phủ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm được thành lập năm 2003 với nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục toàn diện học sinh chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài của huyện Yên Mỹ. Qua 15 năm phấn đấu, đến nay tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm của nhà trường đạt 99,5%, tỷ lệ đỗ trung học phổ thông cơ bản đạt 100% và là một trong số trường top đầu của tỉnh có điểm thi vào trung học phổ thông đạt cao. Hàng năm nhà trường đều có học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên hoặc các trường trung học phổ thông chuyên quốc gia, 20 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trao huân chương lao động hạng 3 và cờ thi đua của Chính phủ cho nhà trường. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, thầy và trò trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc đổi mới giáo dục toàn diện, chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của học sinh. Các thầy cô giáo cần giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Các học sinh cần quyết tâm thi đua, học tập rèn luyện tốt, biết nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão để cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11 tới đây, thầy và trò trường tiểu học Tô Hiệu xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang sẽ kỷ niệm 80 năm thành lập trường 1938-2018. Không chỉ tự hào là ngôi trường mang tên Tô Hiệu, người chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nghĩa Trụ anh hùng, mà còn tự hào hơn khi chính đồng chí Tô Hiệu cũng là người trực tiếp vận động thành lập trường vào năm 1938 và là người thầy trực tiếp dạy chữ cho con em địa phương. Tô Hiệu sinh năm 1912, mất năm 1944, ông quê ở làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Năm 14 tuổi, ông bị thực dân Pháp bắt và đẩy đi Côn Đảo.
thời kỳ 1934-1939 mãn hạn tù, Tô Hiệu bị giặc quản thúc tại địa phương. Năm 1938, để chống lại việc thực dân hạn chế dạy chữ, muốn làm cho đồng bào ta ngu đi để dễ bề cai trị. Trong giai đoạn này, Tô Hiệu cùng các chiến sĩ yêu nước tích cực vận động, thành lập trường Kiêm Bị Xuân Cầu, tiền thân là trường tiểu học Tô Hiệu, để dạy chữ quốc ngữ, vừa nhằm tập hợp quần chúng vào các tổ chức cách mạng, chống lại chế độ thực dân phong kiến. Ban đầu, trường chỉ có 3 phòng học với hơn 100 học sinh. Được sự dạy bảo trực tiếp của thầy giáo Tô Hiệu, nhiều học sinh của trường đã trở thành những cán bộ ưu tú, có công phát triển phong trào cách mạng ở nhiều vùng trên cả nước. Các thế hệ học trò luôn coi Tô Hiệu là tấm gương mẫu mực để học tập noi theo. Chúng tôi học và cũng như các lớp sau và lớp thế hệ trước đều rất là tự hào về được và xúc động được mang tên, học dưới mái trường mang tên người tiền bối cách mạng, tất cả vì nước vì dân. Noi gương thì chúng tôi là phấn đấu học tập cho tốt, hoàn thành ngoài nhiệm vụ coi học tập tốt rồi thì công việc ở quê là tham gia các phong trào từ thiếu niên rồi thanh niên, các phong trào đều coi là làm tốt. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 80 năm qua, các thế hệ thầy cô giáo học sinh của trường luôn ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng mái trường phát triển về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, trường lớp, đồ dùng dạy học cho đến chất lượng đào tạo. Năm học 2018-2019 này, trường có gần 1.000 học sinh, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong top đầu của huyện. Năm 2011, trường đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Cháu may mắn được học dưới mái trường này, ngôi trường được liệt sĩ Tô Hiệu khởi xướng cách đây 80 năm. Cháu sẽ hứa trở thành con ngoan, trò giỏi để xứng đáng là người con của quê hương anh hùng. Cá nhân tôi cũng như là các thầy cô giáo được học tập rèn luyện dưới mái trường tiểu học Tô Hiệu, chúng tôi luôn luôn đem hết sức mình để vun đắp và cống hiến cho cái sự nghiệp giáo dục của địa phương, của xã nhà. Và chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng là một người cán bộ giáo viên được công tác giảng dạy dưới mái trường Tô Hiệu thì chúng tôi phải cố gắng ra sức rèn luyện, học tập, noi gương ông cả về phẩm chất, đạo đức, tư cách và trách nhiệm của chúng tôi là phải cố gắng làm sao mà giữ vững được cái ngôi trường xứng đáng mang tên nhà anh hùng liệt sĩ Tô Hiệu. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy quả cảm và sáng tạo của mình, nhà cách mạng tiền bối liệt sĩ Tô Hiệu luôn quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, giác ngộ, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng trong quần chúng. Trong những năm bị địch bắt giam tại nhà tù Sơn La cho đến trước lúc hy sinh, Tô Hiệu đã cùng với các chiến sĩ yêu nước biến nhà tù thành trường học, biến nhà tù thành nơi đào tạo nhiều cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng về sau này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự án luật giáo dục sửa đổi. Thảo luận tại hội trường, đại biểu cho rằng việc xã hội hóa trong ngành giáo dục thời gian qua còn chậm và gặp nhiều vướng mắc về cơ chế đất đai, thủ tục hành chính còn nhiều bó buộc. Bên cạnh đó, đầu tư cho giáo dục lâu thu hồi vốn, dẫn đến nhiều nhà đầu tư ngại đầu tư cho giáo dục. Vì vậy, đại biểu đề nghị dự thảo luật giáo dục sửa đổi lần này cần quy định theo hướng mở hơn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho việc xã hội hóa giáo dục. Bên cạnh đó, thực tế hiện nay cho thấy ưu đãi cho giáo dục bị cắt giảm, thu nhập của giáo viên thấp hơn mặt bằng chung, nhất là giáo viên mới vào nghề hay giáo viên hợp đồng ngắn hạn, thu nhập chỉ từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng một tháng mà không có các ưu đãi hay thu nhập khác. Đại biểu cho rằng chính vì vậy nhiều giáo viên không thể sống chân chính bằng nghề, không thể dành tâm huyết cả cuộc đời cho nghề. Trong khi đó, yếu tố quyết định đến thành công của đổi mới, cải cách giáo dục chính là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Vì vậy, đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại các chế độ chính sách với nhà giáo và đề nghị ban soạn thảo luật hóa các quy định liên quan đến chế độ chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo. Đại biểu cũng cho rằng việc nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm là rất cần thiết. Có ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu quy định về triết lý giáo dục. Đại biểu cho rằng thiếu triết lý giáo dục như không có hải đăng dẫn đường.
vấn đề sách giáo khoa chưa nhận được sự thống nhất của các đại biểu, có ý kiến mong muốn cả nước chỉ có một bộ sách giáo khoa thống nhất, còn lại là sách tham khảo. Trái lại có ý kiến đồng ý một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc và nhiều sách giáo khoa. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước với tỷ lệ tán thành đạt gần 92% và thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý thuế sửa đổi. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Nhằm lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, hành lang bảo vệ giao thông trên địa bàn, ngày 14 tháng 11, huyện Mỹ Hào đã tiến hành ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang bảo vệ giao thông và vỉa hè trên địa bàn huyện. Huyện đã chọn thị trấn Bần Yên Nhân là đơn vị làm điểm, với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa các vi phạm khu vực chợ bao bì, tháo dỡ các lán, máy vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo, trong đó có nhiều lán, cửa hàng xây dựng kiên cố. Trong quá trình giải tỏa, nhiều hộ dân có công trình vi phạm cũng đã tự giác tham gia tháo dỡ cùng lực lượng chức năng. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 12 năm 2018, huyện Mỹ Hào tiến hành giải tỏa dứt điểm các vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ trên địa bàn. Việc giải tỏa được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, không để sót điểm nào để tránh những khó khăn cho công tác giải tỏa cũng như duy trì trật tự đô thị sau này. Sau giải tỏa, các địa phương duy trì lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, không để tái lấn chiếm hành lang giao thông. Mặc dù được hoàn thành gần 2 năm nay, song điểm tập kết rác bằng container ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu vẫn đang bị bỏ không, chưa sử dụng, trong khi đó rác thải ứ đọng xung quanh lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Điểm tập kết rác tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu xây dựng và hoàn thành từ cuối năm 2016 với kinh phí 300 triệu đồng. Dự kiến đây là nơi tập kết rác của thôn Đông Tảo Nam, Đông Tảo Đông để xe container của huyện vận chuyển rác đi xử lý. Thế nhưng bất cập ở chỗ, khi xây dựng điểm tập kết rác, địa phương lại chưa cải tạo, mở rộng đường để xe container vào chở rác, khiến việc vận chuyển rác ở điểm tập kết rác này không thể thực hiện được. Thực trạng trên vừa gây lãng phí, vừa ảnh hưởng đến môi trường do rác chất đống lâu ngày. Thiết nghĩ xã Đông Tảo và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Khoái Châu cần có phương án nâng cấp, mở rộng đường vào điểm tập kết để việc vận chuyển rác sớm đi vào hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều mô hình trồng rau an toàn, đã có 58 hectare rau các loại áp dụng mô hình sản xuất theo Việt Gáp. Bình quân mỗi năm cung ứng trên 2.500 tấn rau các loại ra thị trường, là các siêu thị, khách sạn, nhà hàng và bếp ăn tập thể tại các thành phố lớn. Tiêu biểu như Hợp tác xã sản xuất rau sạch và thương mại Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ chuyên sản xuất rau an toàn, Công ty cổ phần rau củ quả Nhật Việt ở thành phố Hưng Yên, Hợp tác xã Kiểu Mới Phù Cừ, Hợp tác xã rau an toàn Chiến Thắng, huyện Tiên Lữ, v.v. Trong quá trình thâm canh, các xã viên của các hợp tác xã đều tuân thủ sản xuất ngay từ khi làm giống, hạt giống được gieo trên khay, bón bằng phân hữu cơ sinh học, được ủ bằng lá cây, vỏ trấu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng thảo mộc không gây hại cho môi trường và không có dư lượng hóa chất độc hại trên rau. Hàng năm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản tỉnh sẽ về lấy mẫu kiểm tra định kỳ 2 lần. Sau khi thu hoạch, rau được đóng gói, dán tem chống hàng giả và cung cấp ra thị trường với giá dao động trong khoảng từ 20.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Hiện nay, trung bình mỗi 1 hecta sản xuất rau theo chuỗi Việt Gáp đều cho thu lãi từ 200 đến 250 triệu đồng trên năm và có thị trường ổn định. Mặc dù mới được đưa vào trồng khoảng chục năm trở lại đây, nhưng cây cam đã trở thành cây trồng làm giàu cho người dân thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ. Hiện nay, thôn Ngũ Phúc đang tích cực triển khai nhiều biện pháp xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cam của địa phương. Nhờ có lợi thế về thổ nhưỡng, phương pháp canh tác tốt, nên cam ở thôn Ngũ Phúc luôn có chất lượng tốt. Hiện toàn thôn đã trồng được 30 hectare cam, năng suất bình quân trên 1.000 tấn quả, cho giá trị 20 tỷ đồng mỗi năm. Để xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho giống cây trồng chủ lực này, vừa qua Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc đã được thành lập, có 40 thành viên theo tiêu chí sản xuất sạch, trong đó có đất sạch, phân bón sạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ các nguyên tắc sạch, thời gian cách ly thu hái sản phẩm đúng quy định. Nhờ đó, Hợp tác xã đã ký kết được một số hợp đồng cung ứng phân bón và tiêu thụ sản phẩm. Đây là động lực để việc mở rộng diện tích vùng trồng cam gắn với thương hiệu cam Hưng Yên tại thôn Ngũ Phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
mà Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã huy động được sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đường trục xã chạy qua thôn 1, thôn 2 được xây dựng đầu năm 2018 là kết quả của sự chung tay góp sức của nhân dân nằm trên trục đường này. Chỉ tính riêng thôn 1 đã có 42 hộ tham gia phá tường, hiến đất với tổng diện tích trên 300 m² và đóng góp 550 triệu đồng xây dựng. Khi mà bàn này thì tất cả mọi người là cũng là phấn khởi, đều muốn hiến, muốn mở rộng cái con đường này để đi lại, tức là cho nó sạch. Vì trước kia con đường này là nó cũng nhiều lúc là tuy rằng là đường bê tông thật đấy, nhưng mà nó hai bên đường là nó vẫn còn lầy lội. Con đường này sau khi xong thì là lúc nào con đường cũng sạch. Để người dân tin tưởng và có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, các công trình cộng đồng tại địa phương đã được xây dựng đều có sự giám sát chặt chẽ của người dân. Từ việc thuê chủ xây dựng đến việc chi phí đều được công khai minh bạch trước dân. Trong công tác thanh tra nhân dân chúng tôi này, cái nhiệm vụ quyền hạn nghĩa là cần phải coi như là các những cái cơ quan chức năng mà phải cung cấp hay là phải có những cái nội dung gì cho chúng tôi để chúng tôi làm nhiệm vụ là cái đấy là nó đầy đủ. Sau khi có nghị quyết của Đảng ủy, thể chế bằng nghị quyết của đồng dân đấy, thì chúng tôi giao cho các ban công tác mặt trận các thôn, thế rồi các tổ dân vận tuyên truyền vận động nhân dân và tổ chức cho nhân dân bàn bạc cái việc là họ tự đóng góp, tự hiến đất. Cái này chúng tôi thực hiện đúng theo cái tinh thần của quy chế dân chủ, tức là dân, người dân tự bàn, tự quyết và tự làm. Được biết trong những năm gần đây, nghề trồng hoa cây cảnh phát triển cho hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy mỗi khi xã có chủ trương cải tạo, nâng cấp các con đường để phục vụ sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh. Đáng chú ý, 2017, nhân dân các thôn 1, 2, 3, 7, 8 tham gia tự nguyện đóng góp xây dựng đường nội đồng khu vực phần làng Dinh Quang, Đìa Cát, Dốc Chiêm Mai, đoạn đường thôn 3 với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Đến nay toàn xã đã có 13 tuyến đường do nhân dân đóng góp xây dựng với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở mà xã Xuân Quan đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Nhiều tiêu chí nổi bật như 100% đường làng ngõ xóm được bê tông, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,6%, đời sống vật chất tinh thần của người dân thay đổi rõ rệt. Ước mơ có một gia đình trọn vẹn, một công việc để trang trải cuộc sống tưởng chừng rất đỗi đơn giản, nhưng lại vô cùng khó khăn đối với gia đình chị Nguyễn Thị Bình, 56 tuổi ở thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Bởi lẽ cả ba người trong gia đình chị đều có chiều cao khiêm tốn. Căn nhà của chị Nguyễn Thị Bình nằm khuất trong ngõ hẻm, con đường chỉ đủ cho một người đi bộ đi qua. Chị sống cùng em và con trai. Em trai chị là anh Nguyễn Văn Lâm, 32 tuổi. Con trai là Nguyễn Thành Công, 17 tuổi. Điểm chung của cả ba người là chiều cao đều chưa đầy 1 mét. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, chị Bình kể tháng 4 vừa qua, anh Lâm được một trung tâm trợ giúp người tàn tật hỗ trợ xin việc vào trong miền Nam sinh sống. Căn nhà chỉ còn hai mẹ con chị nương tựa vào nhau. Sức khỏe yếu, cộng với thân hình nhỏ bé, chị Bình từng nhiều lần đi xin việc đều không được. Hàng ngày, chị đi nhặt ve chai kiếm số tiền ít ỏi, tiết kiệm từng đồng lẻ để lo bữa ăn cho hai mẹ con. Hơn 10 năm trước, chị không may gặp tai nạn gãy xương đùi, phải đóng đinh cố định. Đến nay đã quá hạn tháo đinh từ lâu, nhưng do không có tiền chữa trị, nên mỗi dịp trái gió trở trời, chị lại bị những cơn đau hành hạ. Trước thì đi với trẻ, bây giờ thì người ta bảo là người thấp này người ta không mượn, không làm được. Bây giờ cứ ngày đi nhặt đồng nát, nhặt sát vụn, mới lại làm nghề sen để kiếm ngày bữa cơm, ngày bữa cháo. Đặt tên con trai là Thành Công với mong muốn tương lai của em sẽ tươi sáng, nhưng khó khăn lại thêm chồng chất do quá nhỏ bé. Công đi học chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa. 17 tuổi, em mới học hết lớp 9. Vì trường cách xa nhà, cùng với điều kiện kinh tế không có, em đã nghỉ học ở nhà cùng mẹ. Từ nhỏ, em đã khéo tay, thường xuyên tự mày mò làm ra những sản phẩm thủ công từ giấy, học đắp tượng đá và làm chậu cảnh. Với bàn tay nhỏ bé, chàng trai vẫn tự tin vượt qua mặc cảm số phận, sống lạc quan và nuôi ước mơ có một công việc để có tiền nuôi mẹ. Em thì mong muốn được làm người tử tế và sau này kiếm được công ăn việc làm để giúp đỡ cho gia đình và cho mẹ chữa bệnh khỏi đau ốm.
Khó khăn vẫn còn chưa dừng lại, nhưng nghị lực cùng sự chia sẻ của mọi người đã giúp mẹ con chị Bình vượt qua mọi mặc cảm, sống chan hòa, lạc quan và gắn bó nương tựa lẫn nhau. Câu chuyện về gia đình tí hon của chị Bình đã trở thành một nét đẹp bình dị, tiếp thêm lửa cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.